Đầu hẻm thì có cái bán dừa nè, có cái cửa hàng bán dừa. Đây quá, đây thì ở đâu đấy. Tiếp tục trên hẻm 60. Sáu mươi xịt 4, 60 xịt 4, xịt 15, 2 xịt luôn. Quá. Ô, hắn cung rồi. Không. Giờ mình phải tìm đường ra thôi. Vòng vòng. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân cầu cầu Kiệu. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận Phú Nhuận, thông qua con đường Nguyễn Kiệm. Và sau lưng chúng ta đó là con đường Hai Bà Trưng. Và nơi đó có chợ Tân Định, có đường Trần Quang Khải, có nhà thờ Tân Định. Và hành trình hôm nay em dẫn bà con mình cùng đi lang thang dạo quanh Sài Gòn, đến một cái con đường mà có lẽ nơi đó cũng gắn liền với tuổi thơ của anh chị và các bạn. Đó là con đường Vạn Kiếp. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái con hẻm ở trên đường Vạn Kiếp đó. Đó là con hẻm số 60. Thì cái comment này em cũng đã tiếp nhận rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp để đi dạo quanh cùng các anh chị và các bạn. Rồi em mời bà con mình cùng đi nha. Chúng ta thấy cái hành lang cầu bây giờ rất là lớn nè, rất là rộng. Do cầu này mới được làm lại đó. Thì thẳng con đường này chúng ta sẽ đến đường Phan Đăng Lưu. Rồi mình sẽ quẹo trái nha, quẹo trái để đi về khu vực Lăng Ông Bà Chiểu. Phan Đăng Lưu ngày nay, ngày xưa là đường Chi Lăng đó. Đối với con đường Chi Lăng ngày xưa thì có cái bệnh viện Nguyễn Văn Học, rồi con đường Nguyễn Văn Học. Nguyễn Văn Học là nơi Trang Long ngày nay đó ha. Và bệnh viện Nguyễn Văn Học ngày xưa, bây giờ là hình như theo em tìm hiểu thì đó là cái bệnh viện ung bú. Qua vậy là hôm qua cái cụ bà mà bán vé số ở chợ Tân Định, từ chợ Tân Định đó bà đi xe ôm đến cái bệnh viện ung bú thông qua cũng cái trục đường này luôn nè. Và trên trục đường này chúng ta vừa đi qua có một cái ngôi chợ, đó là chợ Phú Nhuận, một ngôi chợ rất là lâu rồi. Để hôm nào em có dịp sẽ dẫn bà con mình cùng đi chơi. Ở đây thì cũng có đường Cô Giang, Cô Bắc nữa. Giao lộ đường Quỳnh Văn Bánh. Không biết em có nhớ lầm hay không thì con đường này chúng ta có đi ra được Chi Lăng hay không.
thôi thì mình cứ đi ha. Nếu không được thì xem như chúng ta đi dạo một vòng vậy. Nhưng mà em nghĩ là hình như là đúng là đường Chi Lăng phía trước thì phải. Do cũng ít có dịp đi đến cung đường này nên thành ra những cái thông tin có thể là bị sai sót. Giống như trước khi đi đến con đường nào thì em cũng có xem bản đồ rồi tìm hiểu, thì nhưng mà những cái thông tin có thể là đúng có thể là sai, do internet mà nhiều người comment, nhiều người viết thì cũng có nhiều thông tin trái chiều. Nhưng mà không sao, nhờ cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng chia sẻ để mình có thông tin hoàn thiện hơn ha. Đúng rồi, cái trước đó là đường Phan Đăng Lưu. Nếu mà chúng ta quẹo phải Phan Đăng Lưu này là không biết, lâu quá không đi đường này nên không biết đi tới đâu. Chúng ta đợi đèn đỏ chút xíu nha. Cái cung đường này là thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nè, rất là nhiều luôn. Có lẽ chắc em phải xem bản đồ lại mới được. Không biết thẳng hướng này mình có ra được Tân Định hay không, có ra được Lăng Bà Chiểu hay không, hay là hướng ngược lại. Để em xem nha. Anh chị các bạn thông cảm cho một xíu nha. Bây giờ chúng ta phải hoành lại thôi. Thì đường phải đây là đường Hoàng Văn Thụ rồi, cho nên mình sẽ hoành trở lại đường Phan Đăng Lưu, nơi giao lộ lúc nãy mình sẽ quẹo trái mới đúng. Nhưng mà chúng ta đã quẹo trái quẹo trái để ra cái đường này là đường Hai Bà Trưng, đường Hoàng Văn Thụ, nên thành ra bây giờ mình phải chạy tới một tí rồi mình sẽ hoành trở lại mới được. Phía trước chúng ta đã có một cái lối qua đường nè. Mình sẽ quẹo bên tay trái nha. Bên tay phải chúng ta có đường Trần Khắc Chân nè, làm liên tưởng tới Bà Lê Chân, đường Bà Lê Chân. Đây là nhà thờ Phú Nhuận nè các anh chị. Nếu các anh chị các bạn ở gần khu vực này cũng là cái hình ảnh để mình nhìn lại cái ngôi nhà thờ. Mình chờ xe buýt qua cái mình qua nha. Đó là nhà thờ Phú Nhuận, số 91 Hoàng Văn Thụ. Rồi chúng ta sẽ hoành qua đường và đi tới đường Phan Đăng Lưu. Đó là Chi Lăng, ngay chỗ giao lộ lúc nãy là đầu đường Chi Lăng rồi. Mình sẽ đi từ đầu đường và đi tới tí nữa là con đường Vạn Kiếp nằm bên tay phải. Ở Sài Gòn lâu lâu cái khu vực nào đó mình đi lại một cái rồi thành ra bị mất phương hướng, nên nhiều khi cô chú anh chị bạn thông cảm nha. Đây không phải là cái video hướng dẫn đường đi nên thành ra cũng mong bà con bỏ qua. Đây chỉ là những cái hình ảnh đi dạo vòng quanh Sài Gòn, rồi mình nhân đâu đó mình cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh thời xưa thông qua những cái
của mình, của cô chú anh chị. Thì hôm nay tụi mình chỉ đi đến con đường Vạn Kiếp và hẻm 60. Bên trái phải có đường Đoàn Thị Điểm, và chạy tới tí nữa thì có cái công viên Phú Nhuận, công viên nhỏ nhỏ, ở trong đó thì có rất là nhiều con hẻm ngoằn ngoèo lắm, trong cái khu công viên Phú Nhuận đó. Một buổi chiều mát mẻ, cùng các anh chị và các bạn chúng ta đi khám phá những hình ảnh về Sài Gòn, những cái con đường xưa, những cái khung cảnh xưa. Và nếu mà các anh chị và bạn có định ở khách sạn hay là ở thuê nhà gần khu vực này thì chúng ta cũng có những cái hình ảnh để mình tham quan trước ha. Ngay đây là giao lộ Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu. Nếu mà chúng ta quẹo phải thì sẽ đi về cái đường Trần Quang Khải đó, khu chung cư Miếu Nổi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Con đường Phan Xích Long ngày nay rất là đẹp, rất là lớn. Tại đến xíu nữa mình chạy chậm chậm thôi, để mấy công nó chạy qua rồi mình không qua đường được. Ô, mình không có quay lại được. Đối với con đường Phan Đăng Lưu này thì có chỉ có đặc trưng cái con đường này là cái Lăng Ông Bà Chiểu, rồi bệnh viện Ung Bú, bệnh viện Nhân Dân, bệnh viện Gia Đình. Đây là giao lộ đường Phùng Văn Cung với lại Phan Đăng Lưu. Ở đây cũng là cái vùng đất xưa cổ nè. Đây có đường Ký Con. Đường Ký Con chạy ngoằn ngoèo ở trong đó. Xíu nữa cũng phải ra đường Phan Xích Long, rồi khu chung cư Miếu Nổi, khu Vạn Hoa, đường Vạn Hoa đó, hoa đào, hoa lan, hoa cúc, hoa huệ. Con đường nó như cái hẻm vậy đó. Tại lúc trước em cũng có công việc đi vô đó rồi nên thành ra ấn tượng như là đi vô mê cung. Con đường này ngày nay có rất là nhiều nhà xây lại nè. Mình nhìn thấy cũng có những nhà đóng cửa bỏ hoang, không hiểu vì sao. Đây là giao lộ đường Cầm Bá Thước. Đây thì em dẫn các anh chị các bạn cùng đi vòng quanh khu vực Phú Nhuận này luôn. Nơi đây là giao giữa Phú Nhuận và Bình Thạnh. À,
thấy cái chị phía trước nè bán kem, kem ly, kem ống, kem quế, kem để trong cái thùng mút. Ngày xưa thì chúng ta thấy có những cái người bán kem đẩy xe đạp, nhưng mà ngày nay cái thùng bán kem nó khác với ngày xưa. Kem này họ được lấy từ những cái đại lý rồi, hoặc là có thể họ sẽ làm tại nhà rồi họ đi bán sỉ, bán lẻ. Chúng ta bên tay phải chúng ta đó là cái công viên Phú Nhuận, một cái công viên rất là nhỏ. Rồi chúng ta gần đến rồi đó nha. Không biết nhà của anh chị là nhà nào ha, nên thành ra cũng khó định hình ở trong con hẻm số 60 này. Thì theo em thấy con hẻm số 60 này nó cũng là con hẻm hẻm cùng thôi, và con hẻm đó nó thông ra cái đường Nguyễn Lâm, cũng thông ra đường Phan Đăng Lưu này luôn. Chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Vạn Kiếp, và nếu mà đi thẳng qua đường Vạn Kiếp thì có cái cầu Hoàng Hoa Thám, và chúng ta đi vô cái hẻm số 60 nằm bên tay phải. Cái con đường rất là quen thuộc vì hôm bữa em cũng có đi rất là nhiều lần vô cái cung đường này rồi. Và hôm nay mình chạy xe, mình chạy một vòng ở khu này, sẵn dẫn bà con mình đi dạo ngày nghỉ ở Sài Gòn luôn. Con đường xá như là trở về những cái thập niên 90. Ở đầu hẻm thì có cái bán dừa, có cái cửa hàng bán dừa. Này sẽ thông ra hẻm này, sẽ thông ra hẻm 60 Vạn Kiếp luôn nè. Đâu đấy tiếp tục trên hẻm 60. À, 60 xịt 4, 60 xịt 4, xịt 15, 2 xịt luôn. Quá. Ô, hẻm cùng rồi. Mình sẽ lùi ra thôi. Có một cái nhà đang xây, không biết nhà anh chị là nhà nào ha. Qua đây cũng là hẻm 60 luôn nè. Không. Người ta tưởng đâu em đi mua giày. Này là 60 xịt 22, xịt 24B. Bên tay trái là 29.
này đi đâu đây? Ở đây là số 70 đường Nguyễn Lâm rồi nè. À, đây là đường Nguyễn Lâm. Ta đi lạc rồi, mất phương hướng rồi. Giờ mình phải tìm đường ra thôi. Cái hẻm 60 này đi lòng vòng đi vô cái con đường Nguyễn Lâm nhỏ nhỏ. Ta đang đi ở đây là đường Nguyễn Lâm, nhà nước. Video này mà hôm nay em có dịp đi đến nhiều cái cung bậc của cảm xúc. Đi vô những cái con hẻm nhỏ nhỏ rồi bên trái bên phải. Sao thấy nhìn thấy giống cuối đường quá vậy? Đây là cái nhà thờ Phú Hiền. Mình sẽ quẹo trái đi ra cái đường Vạn Kiếp nha. Đây là hẻm số 214 Vạn Kiếp. Số hình ảnh ở cung đường Phan Đăng Lưu rồi đi vô hẻm 60 Vạn Kiếp. Hôm ta chạy lòng vòng ở trong con đường Nguyễn Lâm,
gửi đến các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Cái video thật là thú vị khi mà chúng ta đi với những cái mê cung hẻm, có những cái con đường mà chúng ta tưởng đâu nó là cái hẻm, mà thật ra có những cái hẻm mà nó là cái con đường. Rồi đây là đường Phan Xích Long. Rồi một số hình ảnh gửi bà con xem chơi cho vui nha. Sau một ngày làm việc vất vả thì chúng ta mở TV lên xem Vinh Lâm TV hôm nay nó đi đâu. Và thông qua video này em xin chúc chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hãy đăng ký kênh ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục xem những cái video của ngày hôm sau nha. Nếu mà chúng ta có comment và chia sẻ nhắn nhủ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.